chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc Honda Monkey 125. Mới đây, Honda đã cho ra mắt dòng xe tay côn đắt tiền Monkey 125. Sở hữu ngoại hình cực chất, ngay từ khi mở bán, Monkey đã được công chúng nhiệt tình chào đón. Với mức giá khoảng 85 triệu đồng, nhiều người cho rằng mẫu xe này quá đắt và không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng thông thường. Song, Honda Monkey 2023 không chỉ là một chiếc xe thông thường, nó còn là một nét đẹp trong văn hóa chơi xe quốc tế. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, dòng xe này được phân phối ra thị trường với 4 màu sắc chính: đỏ trắng, đen, đen trắng, vàng trắng đen, xanh trắng đen, hoàn toàn trái ngược với vẻ trẻ trung mà MSX đem lại. Cái đẹp và độc đáo của Monkey nằm ở nét hoài cổ đầy lạ lẫm. Monkey được xem là hiện thân của Z50 xuất xưởng vào những năm 70. Các bộ phận của xe như gương hậu, viền đèn pha, đèn sau, xi nhan, chắn bùn đều được mạ chrome, đặc trưng cho kiểu mẫu xe máy cổ điển. Honda Monkey 2023 có kích thước khá nhỏ, dài 1710mm, cao 1030mm. So sánh với MSX 125, Monkey nhẹ và ngắn hơn nhưng phần yên lại cao hơn. Nhờ vào thiết kế này mà Monkey có tính linh hoạt cao khi đi trong phố xá đông đúc với khả năng luồn lách tốt. Mặc dù có bề ngoài nhỏ con, song chiếc xe này lại có âm lượng còi rất lớn. Bên cạnh kiểu dáng độc đáo thì đây cũng là một điều khiến chiếc xe này gây sự chú ý lớn khi di chuyển trên đường. Monkey sở hữu yên xe dạng bánh mì ôm sát bình xăng với bể ngang rộng, giúp cho người điều khiển ngồi thoải mái trong khoảng thời gian dài. Tiếng của ống xả khá trầm và ấm, hành trình côn của chiếc xe này được đánh giá là tương đối dễ chịu. Người lái chỉ cần ngắt nửa hành trình là đã chuyển số được dễ dàng mà không nhất thiết phải ngắt hết tầm. Đây là một thuận lợi rất lớn để các dân tập sự xe côn làm quen nhanh chóng. Để tăng tính thời trang cho xe khỉ, phần ốp của ống xả cũng được mạ chrome. Nhìn tổng thể, Monkey mang dáng vẻ của chiếc xe địa hình cỡ nhỏ, có ống xả và chắn bùn đặt cao. Một số bộ phận của xe được đặt trong hộp để tránh các tác động tiêu cực đến từ thời tiết. Phần đầu xe của Monkey cũng được Honda chăm chút kỹ lưỡng với hai tầng đèn LED và giải đèn định vị bao quanh một cách tinh tế. Tương tự MSX, chỉ cần vặn chìa là đèn trước của Monkey sẽ sáng, người điều khiển chỉ có thể điều chỉnh hai chế độ pha và cốt. Về hệ thống động cơ, xe Honda Monkey sử dụng xi lanh đơn 125cc FOHC, côn tay vào hộp số 4 cấp, phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí. Động cơ đạt công suất tối đa 10,5 mã lực tại 7.000 vòng một phút, mô men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 5.500 vòng một phút. Monkey sử dụng cặp phanh đĩa trước và sau. Với những thông tin như trên, Honda Monkey không phải là dòng xe có hệ động cơ quá ấn tượng. Tuy nhiên, với những người yêu thích xe khỉ, cổ điển, hệ động cơ này đã quá đủ để đem đến những trải nghiệm lái thoải mái, linh hoạt khi di chuyển trong phố. Đặc biệt, như đã chia sẻ, thì dòng xe này rất dễ sử dụng. Người lái chỉ cần trang bị một chút kiến thức cơ bản về lái xe côn cùng khẩu quyết bốc côn, gậy số là đã đủ điều kiện để điều khiển xe. Tay côn của Honda Monkey được thiết kế cao vừa tầm, chân số nhẹ, đem đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh cảnh cho người lái. Monkey có khoảng cách gầm xe 160mm, đủ để vượt qua các chướng ngại vật trên đường một cách dễ dàng. Thậm chí, bạn mang Monkey đi off-road cũng không thành vấn đề. Một điểm cộng sáng giá của Monkey khi chạy nhanh chính là hệ thống giảm xóc khá ổn định. Chung kích thước vành xe với MSX trong bộ lốp của Monkey to hơn, tiết diện lớn hơn nên khả năng bám đường nhìn chung là tốt hơn. Với mức giá khoảng 85 triệu đồng, nhiều người cho rằng mẫu xe này quá đắt và không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng thông thường. Song, Honda Monkey 2023 không chỉ là một chiếc xe thông thường, nó còn là một nét đẹp trong văn hóa chơi xe quốc tế, theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Những người chơi xe Honda Monkey có điều kiện về kinh tế, yêu thích cảm giác tìm về những mẫu xe hoài cổ. Do đó, xe khỉ được xem là một mẫu xe không thể thiếu trong bộ sưu tập của những người sở hữu gu độc đáo và cá tính mạnh mẽ. Với Honda Monkey 125, người mua sẽ đạt được nhiều thứ hơn là một chiếc xe hai bánh thông thường, có động cơ mạnh. Song xe Monkey đẹp, độc, cá tính với giá thành đắt đỏ là biểu tượng của cả phong cách thời trang lẫn dấu ấn cổ xưa của quá khứ. Vì vậy, có lẽ mức giá 85 triệu đồng là hoàn toàn xứng đáng. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.